giờ ra chơi, đang mua nước thì vô tình nhìn thấy em. Em nở nụ cười thật tươi làm con tim anh như cháy lên. Em đâu biết con tim anh đã bị em đốn ngã. Em răng tơ như yêu nhành nhện, anh không thể trốn ra. Ngày qua ngày anh dám yêu nhưng đâu dám nói. Anh như hồ chủ tịch tìm đường giải phóng tim em nhưng không thấy lối. Em đã tới lúc anh nhất định phải liều một phen. Anh xích đích ra chùa xin quẻ, biết đâu thầy bói ông bảo thành nên. Vài hôm sau, bức thư tình cùng hộp Milo nằm ngắn gọn ở trong hộp bàn. Nội dung bức thư là lời bi show. Em đâu có ai tin vào tình mình, em ơi. Cũng giống như em, anh vẫn cô đơn ở giữa dòng đời chơi vơi. Nên em ơi, cho anh xin, xin một lần được không? Cho anh ôm em vào lòng, xóa đi hết những ngày chờ mong. Anh yêu em là thật lòng, nên em chớ phải lo. Anh xứng đáng với trái tim em, là người em mới phải cho. Lời tỏ tình tôi lỡ nói ra rồi, cậu nhìn mình e ngại. Tớ sợ lắm khi mà tình bạn cũng sẽ chia rẽ vào mai. Tớ thích cậu và muốn bên cậu suốt cả một chặng đường dài. Tớ lỡ nói lời yêu giờ hối hận thì cũng chẳng kịp sửa sai. Rồi tỉnh giấc và chợt tỉnh dậy, ôi may nó chỉ là mơ. Tất cả mọi thứ chưa thành sự thật, hy vọng có chi mà chờ. Rồi tuyệt vọng và tớ lại buồn, rồi cứ một mình chờ mong. Chờ đến mỏi mòn rồi cứ như đá, như hòn giọng phu chờ trông. Và rồi cái năm cấp 2 cũng hết, bạn bè mọi người một nơi. Kể cả cậu người tớ yêu nhất giờ cũng đã xa tận chân trời. Rồi cái đùng ập một cái, bỗng nhiên cậu có người yêu. Rồi bỗng trong phút chốc trái tim của tớ lặng lẽ buồn hiu. Từ sau đó mỗi ngày đi học luôn cảm thấy có cái gì thiếu thiếu. Thiếu nụ cười, thiếu ánh mắt, thiếu đi mất lời tạm biệt mỗi chiều. Thế là mối tình đầu ngày đó của một thằng lớp 9 vỡ tàn. Còn trên tay là quyển nhật ký bị xé nát thành mảnh giấy tàn. Thế là khi mỗi lần nhớ lại nó chỉ biết lặng lặng thở dài. Sau ngày đó không liều một phen rồi giả điên như vừa trốn chạy. Mà thôi thôi cứ nhắc làm gì, cái chuyện tình cũ đâu còn tồn tại. Chắc giờ đây là cậu đang nhắm mi và đang hạnh phúc hôn ai. Tuổi thanh xuân là những ngày thật đẹp để có cảm xúc đầu đời trong lứa tuổi học trò. Nếu có thất bại về chuyện tình cảm trong tuổi thanh xuân tươi đẹp này thì đừng buồn, mà hãy coi nó là một bài học trải đời để sau này trở nên trưởng thành hơn.